10 tháng 1 hôm nay em sẽ quay một video để test tất cả những hàng của chiều hôm nay đi cho các bác ạ. Bên em là trước khi các bạn gửi hàng cho bác là bên em chuyên là test tất cả những bộ loa này nghe phải ngon lành cành đào bọn em mới gửi cho các bác nhé. Hôm nay là cô bác Tuất ở Lâm Đồng, bác ấy đặt bên em 3 đôi loa. Đôi loa 6012, 052 và RCS. Còn đây là của bác Thuận ở Hải Hậu, Nam Định. Bác đặt bên em đôi loa